Bên hè có á, có bọc trắng đồ nhóc á, bọc nào lấy được thì lấy. Sáu mươi mấy á, tới hàng Quảng Châu không mà tới 800 đôi luôn. Lấy cái bọc đồ, cái lấy cái đơn của bắp cải qua đây xả đi con ơi. Vi Phương à, mua thêm hay gì? Vi Phương qua để cho. Ừ. Có mua thêm phải không? Con lấy cái gì đôi sục size 36 rồi Phúc. Ừ. Cho gì mượn cái viết luôn, cái viết ở đây đâu mất mẹ rồi. Viết đờ, viết lâm hay viết bích? Viết bích á. Với đôi kẹp bé size 34 đó con ơi. Rồi đôi sục size 30, size 35, 36 đó. Một đôi nữa. Đâu có đâu. Sáng nay chị mở cửa hơi trễ xíu. Du lịch đâu, đang ở tiệm nè. Tại sáng chị mở cửa trễ. Đâu có bọc, bọc đồ của bắp cải đâu. Em mới nhận hàng dép đẹp quá mà em mang không vừa. Ủa sao vậy? Bữa hổm cưng mua dép nít hay dép người lớn? Bữa hổm mua dép nít hay người lớn vậy? Nè, hổng cọc nè nha. Không cọc qua thanh xả luôn, xả rồi cái bắt đầu năn nỉ. Nè đôi này size 30 nè mấy chị, size 30 nha, đôi này thanh sale 25.000 cho mấy chị nè, 25.000 size 30 đó, chị nào lấy chút thanh luôn, xả luôn. Có 10% nhận hàng à, làm sao dám gửi. Rồi đôi này size 36 nè. Size 36 nha, 25.000 luôn. À, đơn của Linh gửi rồi á. Đơn của Linh gửi rồi nha. Lớn hả? Là bị rộng á hả? Cứ mua trừ hao phải không? Rồi đôi này size 36. Size 36 nha, 25.000. 36 25k. Rồi đôi này là size 34. Size 34 nha. 35.000 đôi này thanh sale 35.000 nè, size 34 nè.
Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Đôi này size 35. Size 35 nha, size 35 đôi này xẻo luôn, 35.000 luôn. Size 35 35.000. Rồi đôi này dép bánh mì size 36. Size 36 37 nha, 36 37 35.000. À, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, đôi dép bánh mì size 35 ấy size 36 37 nha. 36 37 35.000. À, chị Thanh chào Trang nha. Không, dép con nít là để bên đây hết rồi, đâu có bên đó đâu. Hạ anh là sát bên đó. Ở ngoài là con lấy hết rồi phải không? Con lấy hai đôi màu đen nữa, đen xỏ ngón á. Ừ, lấy hai đôi nữa. Chéo chéo lên nó. Ừ. Mấy chị cái này là thạch rong nho, Thanh còn 4 hộp Thanh bán cho mấy chị luôn, 80.000 4 hộp nha. Đây còn 4 hộp thạch rong nho nè. Đó, chị nào lấy thì Thanh bán rẻ luôn, 4 hộp 80.000, chạy ra một hộp có 20.000 thôi. 20.000 thạch rong nho. Thì Dương á là tổng là 10 đôi phải không? Rồi kem nám, kem trắng da chị nám là 5.000 luôn, 5.000 một vỉ nha. Này khách đặt rồi nè, nhưng mà xả luôn. Rong nho là không phải bột, nó có một cái bịch vậy nè, để chị Thanh khui ra cho con coi. Cái rong nho này là dạng thạch đó, giống như thạch vậy á, giống như là rau câu vậy đó. Cái này giữ da giữ dáng nè, nó có vậy nè đó, nó dạng thạch rau câu vậy đó, mình ăn á đẹp rẻ. Ừ, chị cảm ơn cục vàng. Đây nó dạng thạch nha, thạch rong nho này là đẹp da đẹp dáng á mấy chị. Ở cái này Thanh còn có 4 hộp thôi, chị Thanh bán 4 hộp 80.000. Rồi cái này 35.000 nha. Bộ ngố nè, Thanh còn có một bộ một thôi. Bộ này là khoảng 45kg nha, 45kg hoặc là 50kg đổ lại. Đó, sale cho mấy chị bộ này 35.000, bộ ngố 35k. Ừ, muốn hai hộp thì chị bán hai hộp, đâu có gì đâu. Cái này ăn đấy, ăn nó đẹp da đẹp dáng thôi. Tại cái này còn ít quá chị, ít quá chị bán luôn á, đâu rồi cho gì bọc ấy. Mấy cái bọc cũ nhóc luôn á, bọc cũ đâu mất tiêu hết trơn vậy. Nè con đem cái này con để trong con lấy đi. Ngố 35 ok, kim cương. Con không uống nước nhiều, nước lọc nước đồ, uống cà phê trà sữa rồi uống này uống kia rồi làm sao mà nó nóng trong người, làm sao mà nó ra được. Đó là tao uống cái gì đó nó kích thích cho nó nó bự lên quá không có ra được cái đường đó.
Rồi bộ Doraemon nè. Bộ Doraemon 35.000. Bộ này là khoảng 25kg nha. 25kg, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Bộ Doraemon 25kg 35.000. Rồi lên giùm Thanh là bộ Doraemon 35.000 mấy chị. Rồi áo khoác 35.000. 35.000 nha. Cái áo khoác này là màu này nó giống như, ừ đúng rồi, gửi bên giao hàng tiết kiệm nó nhanh lắm. Rồi cái áo khoác này 35.000 nha mấy chị. 35.000 lên giùm Thanh luôn. Áo khoác len. Cái này là khoảng 60kg đổ lại nha. 60kg đổ lại. Áo khoác len nè, sale cho mấy chị 35.000. Rồi 35.000 cái áo khoác len nè. Màu đó là màu giống như màu riêu riêu vậy đó. Rồi cái này là màu bông nè. Bông nha. Áo khoác len bông 35.000 luôn. 60-65kg cũng được luôn. Mở lên niềm thanh luôn ha. Bông 35.000. Chở nhanh dữ vậy. Chở tới luôn kìa. Thế qua nó làm nhanh. Hết sức rồi. Bộ này giờ bán rẻ cho mấy chị luôn. Tô Kiều ơi, gửi rồi đó nha. Chị gửi hôm qua rồi. Dán chi để đại, đưa đại đi con. Mới gửi hôm qua á Tô Kiều. Năm cái túi này 30.000 thôi mấy chị nha. Lên quần lót hả? Quần lót 195.000. Nè, túi nè Thanh còn 5 cái, Thanh sale cho mấy chị luôn 5 cái túi 30.000. Đây, 4 cái màu đen, 1 cái màu vàng. 5 cái 30.000 mấy chị, 5 cái 30.000 nha. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Còn 5 cái túi. Túi này đựng điện thoại, đựng tiền, đựng gì cũng được hết trơn á, nó bền lắm mấy chị. Nha, 4 5 cái, đúng ra 4 cái 30.000 mà Thanh còn 1 cái màu vàng này Thanh tặng cho mấy chị luôn. Là 5 cái, 5 cái có 30.000 thôi. Đó, lên giùm Thanh là túi nha, 5 cái 30.000. Rồi bộ thể thao này còn bán cho mấy chị luôn nè. 10.000 thôi. 10.000 một bộ luôn nè, bán rẻ luôn mấy chị. Đó, một bộ 10.000 mà cái này về mấy chị chê nữa chắc lại thiệt luôn. Nha, 10.000, 10.000, khui đi con. Đây 10.000 nha mấy chị. Cái gì chỉ con nào con lấy miếng giấy. Cái con bỏ cây nào vô cái con ghi cái số trên cái đó đó, ghi ra miếng giấy cho gì. Hiểu chưa? Cái gì ví dụ như nó là cái tay đó 5. Rồi cái con gạch ngang cái rồi 26,5 vậy nè.
đó vậy đó. Là gì hiểu rồi. Tay nào 5, tay nào 10 là ghi ra 5 rồi 10 nha. Đây bộ này 10.000 luôn mấy chị, 10.000 một bộ luôn, Thanh bán rẻ luôn mấy chị. Cái này là còn 6 bộ, còn 6 bộ thôi, sale rẻ cho mấy chị 10.000 luôn. Mấy chị nào lấy chút Thanh luôn bộ thể thao 10k. Bộ này là nam nữ đều mặc được nha. Nam nữ đều mặc được. Bộ này là khoảng 55kg đổ lại nha. Từ 35kg tới 55kg là mặc vừa nha. Có 10.000 bạc mấy chị mua, mua không mua thôi không sao hết nha. Tại bữa nay hứng quá lấy ra bán rẻ cho mấy chị. Rồi dép này thì 15.000. Rồi con lấy cái viết, lấy viết lông á. Thôi khỏi đi, khỏi đi, lát nữa gì ấy cho cũng được. À, con đem ra con ghi luôn đi, kiểm ra luôn. Con ghi ra miếng giấy á, hiểu chưa? Rồi em hai bộ nè. Bộ có 10.000 à. Má ơi, bộ đồ 10.000 quá trời rẻ luôn. Nghiêm Nguyễn Thị lên xuống thổi giùm Thanh luôn. Trang Trần ơi, có hai đôi không có, chưa có chốt nha. Vô cũng không kêu. Trời ơi, bộ đồ này có 10.000 thôi mới tình yêu. Bộ đồ này có 10.000 quá rẻ, quá rẻ luôn. Ô là mèn chị Hằng ơi, mấy bữa nay chị đâu mất tiêu vậy? Mấy bữa nay chị đâu mất tiêu vậy chị? Còn nha cưng, còn nha. Đây đồ thể thao nè, bữa nay bán có 10.000 bạc thôi trời. Quá trời rẻ luôn. Đó, trời ơi, bữa nay bán có 10.000 bộ thôi nè, còn có mấy bộ thôi là hết rồi. Đó, còn mấy bộ cuối cùng mới nhận cục hàng chậm. Chị đi lượm điều thuê. Trời ơi, bữa nào chắc em đi lên lượm điều điều với chị luôn quá. Đi lượm điều với chị luôn. Rồi, ok chị. Có 10.000 thôi mấy chị tình yêu ơi. 10.000 thôi, quá trời bèo, quá trời rẻ luôn. Bộn bồ, ok chị. Một bộ có 10.000 nha. Quá trời rẻ luôn. Quần lót. Rồi ok Ngân 10.000 nè. Mà quần lót nhiêu ký cưng? Quần lót nhiêu ký? Rồi bộ này 10.000 luôn, bộ này còn 2 bộ nè. 20, 26, trời. Đâu lại coi. Phải không? Ghi lạ. Không biết đường. Hello chị. Gì, bộ coi đi anh chị. Hello chị. Đây nè, rồi bộ này Thanh còn 2 bộ nha. Ấy trời ơi, mua gì chị đó. Ông Phúc nó kêu mua gì chị, bà Năm á. Ừ, bà Năm đi máy bay giữa năm. Là con gom đồ cho bà Năm đi, hình như là có một bọc đen với cái gom rồi. Ừ, đi giữ cho ngoại đã luôn. Ê Năm, bữa hỏi mình như con có cái áo giống vậy luôn nè. Áo sơ mi giống hệt của Năm luôn. Trọng Hải không gì? Ừ. Tao có mấy cái như này luôn. Đây rồi, bộ này 10.000 nha. À, Dưỡng Nam con đang like.
Vậy đổi cho chị. Dạ anh Duy đi làm rồi. Đổi cho chị hai bộ này hai bộ kia. Dạ hình như là em có lấy cho chị rồi á chị Hằng ơi. Quần tây lưng cao. Quần tây lưng. Tới Tết nó về là mang được rồi đó. Đã dữ rồi. Mai mốt nó về ông ngoại bà ngoại ông ngoại bà ngoại chí chế à. Đây cái này Thanh còn hai bộ nha, còn hai bộ chị nào lấy chốt luôn nè. Đó hai bộ. Năm quần này năm mặc vừa không? Này, có 25 ngàn. Nhiêu vậy? Nó tính nhiêu vậy? Ơi, có chừng cột ngắn đi quần. Trời thôi đi bà. Giống một hồ quảng. Sao mà nó không có chân lưu vậy? Bà có đi chợ vậy đâu rồi. Đi gượn. Lấy bộ chị cầm ok em. Đi gượn là nó phải không, cái này đi gượn được mà. Đâu rồi, cái máy để dời qua đây. Là mới xuống máy bay là Dượng Năm lên trước luôn á hả? Đóng cho Dượng Năm đi máy bay với trời. À, đi thà đi cháu ngoại nữa cháu ngoại đó, anh hai chồng đi. Nhiêu vậy Phúc? Bây giờ rồi là đừng nói lúa nữa em. Ủa tiền đâu trời? Hết lúa rồi đó con. Hết lúa rồi đi ra cháu ngoại hết lúa luôn rồi. Là lấy thêm bộ chị đang cầm phải không em Nguyễn Thị? Giống nằm đang mặc hay gì á? Không mày, cái tay dày thôi. Dẻ không dẻ. Cái này đúng 500 thôi. Hả? 100 thôi. Sao đi cấp cái túi nào khác thì trời. Trời để cái áo này, cái áo này Năm cái áo này mặc đi ruộng được này Năm. Lấy cái áo này đi Năm. Năm mặc đi ruộng đi, cái đó nó dài á Năm. Cho Năm mấy cái áo này mặc đi ruộng. Cái này nó không có màu khác luôn, không có màu này. Nó hết rồi, nó có màu đó. Cái màu đậm đó. À chị chốt rồi đó. Ờ chị lấy chị chốt cho cưng rồi đó. Đây đôi dép này Thanh sale cho mấy chị nè 15 ngàn thôi. Mặc đi ruộng được, nó dài á, con thấy cái đó nó dài. Nè bỏ cái này vô bọc cho bà luôn nè con. Dạ. Có được không? Bà mà cũng kêu chị. Không, mua gì đó chị? Má thử một cái bò trắng trắng gì lấy một cái nữa rồi. Màu xám xám gì á hả? Trắng trắng luôn. Lỡ không cũng sao chút á. Đây còn đôi này thì 15 ngàn nè mấy chị. 15 ngàn. Bà ngoại giờ xuống gì sáu ở luôn. Thôi đừng nói nữa cạn rồi. Đôi này là số 41 nha. Số 41 nè 15 ngàn. Đó đôi này Thanh sale cho mấy chị 15 ngàn thôi. Thôi về nha con. Dạ. Mà đậu vậy? Đậu mãi nha hả? Chùm mền không? Thôi để con lấy nước suối nha Năm uống. Cái gì có nước suối rồi con? Có hả? Có chai nước. Bữa nào rảnh thì xuống dưới nhậu nè. Trời ơi bấm mạng nó đi. Con vợ có đi đâu được đâu. Làm. Vì là không lẽ về nhà Thanh kêu bà Năm mà không lẽ không kêu về chi. Làm cháu ngoại rồi mà không chịu làm bà là sao trời. Trời ơi. Ông ngoại với bà ngoại kêu vậy đó Phúc, ông ngoại với bà ngoại. Ông ngoại tự nhiên lại kêu gì khi bà Năm không kêu chị. Nó đi học. Học lên nữa. Bởi vậy nó muốn kiếm tháng mấy chục triệu mà. Rồi quất anh như nào về Năm. Kệ đi, nó đi làm được thì để cho nó làm.
đầm. Đây cái đầm này 35.000 mấy chị. Đây cái đầm này là khoảng 50 kg nha. 50 kg vừa cái đầm von. Được không Phúc? Con đừng có ghi lên cũng được, con khỏi cần phải ghi, vì kêu con ghi ra miếng giấy thôi. À vì tưởng con ghi lên đó. Thôi vậy con khỏi đi, con chấp ra đi gì ấy cho. Năm. Thôi vậy con khỏi đi, con khỏi ghi đi. Con đưa dép lại đây là gì gì lai gì bán đây. Đưa đây, đưa đây. Đưa đó cái tay đó luôn đây. Chơi luôn hả? Con đếm tổng bao nhiêu tay thôi. Đây dép nè mấy chị. Việt Nam mới về luôn nè. Con này kêu lấy tay. Nè đôi này 35.000 size 37 nè. Đó size 37 nha, 37 35.000. Rồi lên Đồng Thanh luôn 37 35k. Sale cho mấy chị đôi này 35.000 size 37. Rồi đôi này xe 38 nè. Xe 38 35.000. Ở mấy đôi này một đôi 80-90.000 không, sale cho mấy chị có 35.000 thôi. Nha, đôi màu xe 38 35.000. Rồi đôi này size 40 nè. Cái này mang nhẹ nha, cái này là nhẹ chứ không có nặng đâu. Size 40 nè. Size 40 nè 35.000. Rồi size 36 nè. Size 36 nè 35.000. Rồi size 39 nè. Size 39 35.000. Đó chị nào lấy chốt Hồng Thanh luôn ha. Cái này là size 39 35.000. Đơn cưng đi rồi đó. Đơn cưng đi rồi nha. Rồi size 38 ok, size Nguyên Nguyễn Thị nè. 35.000 Thanh bao rẻ cho mấy chị luôn. Rồi 38 35.000. Rồi đôi này là size 36 nha. 36 35.000. Rồi size 40 35.000. Size 39 35.000. Rồi size 37 35.000. Đó, chị nào lấy chốt Kim Thanh luôn. 35.000. Rồi đưa mấy cái dép mấy cái tay Việt Nam qua đây con. Tay Việt Nam á. Đưa dép Nam vô cho gì? Cái này gì lai rồi nè, để qua một bên đi. Hello em. Rồi cái này là dép nam nha mấy chị, dép nam nè. 35.000 luôn. Siêu nhẹ luôn, đôi này là siêu nhẹ luôn nè. Đó, size 40, 41 nè, size ghép nha. 40, 41, 35.000 luôn. Hàng siêu nhẹ. Cái này là hàng siêu nhẹ nha. Con em khoái lắm hả? Ủa. Chị cảm ơn cưng. Lấy từ từ thôi. Để nó đi. Rồi cái này là size 40, 41 nha, 35.000. Rồi cái này là size 44 nè. Size 44 35.000. Rồi size 44 luôn, màu xám. 42 màu đen. 40 màu xám nè. Đó, chị nào lấy màu nào thì lên Thanh luôn ha. Size 40 màu xám 35.000. Rồi size 42 màu đen. Rồi size 44 màu xám. Rồi size 44 màu xanh.
Rồi size 40-41 màu đen đó, chị nào lấy size nào màu nào thì nói giùm Thanh luôn ha. Size kèm màu giùm Thanh luôn, 35 ngàn cho mấy chị luôn. Dép nữ luôn, cua ra luôn đi, dép nữ luôn. Trần Thủy, chào Trần Thủy nha. À, 40-35 ok. Cảm ơn. Rồi đợi chị lấy cho. Mấy đôi dép này Thanh bán 35 ngàn là quá trời rẻ luôn á. Rẻ dễ sợ luôn á. Đây chị cho coi lại nè. Đôi này là một đôi 95 ngàn á. Nè size 42 nè. Đó size 42 nha, size 42. Cái này là đút liền luôn nha, nó đút liền luôn á. Siêu nhẹ luôn. 42, size 42 nè. Thanh có 40, 41, 42, 43, 44 luôn nha. Có màu đen, màu xám, màu xanh dương. Màu đen, màu xám, màu xanh đó Tú ơi. $35.000 một đôi. Dép bé hả? Dép bé để chị coi thử. Đây rồi đôi này. Đây đôi này là Thanh sale cho mấy chị luôn nè. 35.000 luôn. Đó, 35.000 mấy đôi này, 35.000 trời ơi quá trời luôn mấy chị. 35.000 đôi này là size 43. Thanh có từ 40, 41, 42, 43. 35.000, 35.000. Đó đôi màu đen nha, lên giùm Thanh luôn. Cái này là hàng cái này là dép này nó nhái dép da mấy chị, nó nhái dép da nha, đôi này đúng bền luôn. Đúng bền, đúng chắc luôn. Đó, đôi này là mấy giờ em like quần áo. Ok Kim Chi. Mấy giờ em like quần áo, giờ em like lộn xộn chị ơi. Em like lộn xộn em cũng không biết nữa. 43, 35 ngàn ok em. Đôi dép này 35 ngàn quá trời rẻ luôn á. Quá trời rẻ luôn á. Rồi Thanh có size 41 nè. Đủ size luôn. Rồi 40 nữa nè. Rồi 42. Rồi 44. Thanh còn 40, 41, 42 với 44 nha. 43 Thanh hết rồi. Đó, đôi 43 là Thanh hết, còn mấy số kia là Thanh còn. Tố Lan Nguyễn nè, 42, 35k nè. Đôi dép này đúng đẹp luôn á mấy chị. Đúng đẹp luôn. $42,35 Tố Long Nguyễn lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha. Rồi còn 40, 41, 44 nha mấy chị. Sợ rộng đó nha cưng. Sợ rộng á. 44 là chị sợ nó rộng á, bự lắm á. Đó, rất là đẹp luôn nè. Đó, cái kiểu rất là đẹp luôn nha mấy chị. Size từ 40. Size từ 4 size 40, 41 với 44 nha, Thanh còn 3 đôi. Đây còn 3 đôi nha. Đâu Kim Chi Võ Thị đổi lại số 44 này đi con. Kim Chi Võ Thị không? Rồi vậy là Thanh còn 40, 41 với 43. 40 với 41 với 43 nha. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 35.000 một đôi. Đôi nhìn đẹp quá ha.
luôn, nhìn đẹp thiệt nè. Hồi bán có 35 nè. Đó rồi, ai lấy nữa chốt Bình Thanh luôn ha. Mà đâu có sai con đâu mà. Rồi đôi này 35 ngàn nè mấy chị. Kêu nó lấy nam mà đi lấy nữ. Đôi xe đó. Không, cái đó là gì nói nó lấy nam mà nó đi lấy nữ. Đôi chữ C. Rồi đôi này size 37 mấy chị, 35 ngàn. 35 ngàn size 37 đúng đẹp luôn mấy chị. À, chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha. Đế này là không có thấp như mấy chị, đế này là 2 phân á. 37-35k. Rồi Thanh có màu đen size 38 nè. Màu đen size 38. Rồi màu kem size 39. Rồi size 40. Size 36. 4 đôi hả? Đưa đây gì ấy cho nó. Dép hồng 35 ok chị Hằng. Đen 38 ok chị Sao Nguyên. Lên giày bé cho cháu đổi cô ơi. Ngày hôm qua sao con không nhớ không mua á. Em mua qua cô la giày bé nhóc hết trơn con không mua. Bây giờ con mua giày đồ người lớn đổi đi. Bây giờ con mua đồ khác đổi đi. Rồi đen nè, đen 30 size 38 đó ok chị Sao Nguyên nè. Rồi Thanh còn size 40 nè. Size 40 nè nha. Rồi size 39 nè. Size 39 nha. Rồi size 36 nè. Size 36. Đó, chị nào lấy chốt Trình Thanh luôn ha. Còn size 36, size 39 với size 40. 35 ngàn. Đi làm lúc coi được của con ơi. Thôi gì để cô chụp hình cho con lựa đi. Để cô chụp hình cho con lựa. Rồi đôi này là đẹp quá trời luôn. Đưa dép nữ vô hết đi con. Đây mấy chị ơi, quá đẹp luôn nè. Size 37. Trời ơi xuất sắc luôn. Đụt. Trời. Size 37. Ôi là trời nó đẹp. Nhưng mấy chị size 37. 35 ngàn. Màu hồng nè, size 37 nè, 35 ngàn. Rồi size 38. Size 38, màu hồng 35 ngàn. Rồi size 40. Rồi size 37, màu đen. Size 36. Size 36, màu kem. Đôi này đẹp quá mấy chị. Đôi này đúng đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn nè. Thấy cưng chưa? Có 35 ngàn thôi mấy chị. Xuất sắc luôn. Size 37 màu hồng. Size 37 màu đen. Size 37 màu đen. À, Ngọc nở và Ngọc nữ, chị Thanh chào cưng nha. 38 ok Nghiêm Nguyễn Thị. 35 không có, có 36 thôi. Có 36 thôi nha. Ba mươi sáu là nhỏ nhất rồi. Rồi đôi màu hồng này là size 37 nè. 37 Thanh có màu hồng nè.
Rồi 37 đang có màu đen nữa nè. Đó, đẹp chưa mấy chị? Xuất sắc chưa? Đó, màu đen 37 nè, đúng đẹp luôn trời. Cái đôi này nhìn. Ôi ghép mũ mà nó làm sao đẹp quá trời mấy chị, xuất sắc luôn. Size 37 màu đen. Ghép này là size 36 là nhỏ nhất rồi. 37 màu đen. Rồi cái này là size 38 nè. Ê, size 36 nha, size 36 màu nu á. Rồi size 40 nè. 35.000. Rồi lên giùm Thanh luôn ha, lên giùm Thanh luôn, 35.000. Đen 36 ok em. Hồng 37 ok Thanh Thanh. Thanh Thanh lên xuống thoại luôn. Lên xuống thoại giùm Thanh luôn cục vàng ơi. Ừ cái này là nó 36 là nhỏ nhất rồi cưng. 36 là nhỏ nhất rồi. Để lát nữa chị Thanh coi có mẫu nào size 30 35 không. Hai đôi đen hồng, hết đen rồi. Hết đen rồi nha. Hết đen rồi, Thanh còn hồng thôi. Rồi đôi này size 38. 38 nè, 35.000. Đây đôi gấu mấy chị, đôi gấu nha. Size 38, 35.000. Ở lên mình Thanh luôn, 38, 35. Hồng 38, 35. Rồi size 40 nè, 35. Rồi 36, 36, 37, 35. Rồi 38, 39, 35. 40, 41, màu xám. Màu đen size 40, 41 luôn. Ghép cá sấu hết rồi. Rồi 38, 39 màu xám. 36, 37 màu xanh. 38, 39 màu xanh. Rồi 36, 37 màu đen. À, Thanh đọc rồi đó, mấy chị lấy màu nào, size nào rồi mấy chị lên giùm Thanh luôn ha. Thanh lên lại nha, màu đen có 36, 37 nè. À, màu đen Thanh có 40, 41 nữa nè. Rồi màu xanh Thanh có 38, 39. Rồi màu xanh Thanh có 36, 37. Màu xám có 38, 39. Màu xám có 40, 41. Rồi còn màu hồng thì 38, 39 nè. Rồi 36, 37 nè, màu hồng nè. Rồi 40, 41 màu hồng nè. Rồi 38, 39 màu hồng. Rồi đôi này size 36 mấy chị. Đẹp quá nè. Quá đẹp luôn, size 36 nha. 36 màu đen nè, hai quai nè. Đen 36. Hỏi chị nào lấy chốt thành Thanh là đen 36 nè, 35.000 luôn.
Rồi đen 36. Rồi đen size 39. Đen size 39 nha. Rồi màu kem size 37. Màu kem size 40. Màu hồng size 38. Màu hồng sen á nha mấy chị. Ở đôi này ai lấy thì chốt giùm Thanh luôn. 35.000 luôn. Thôi hai quay rất là đẹp luôn. Ngày hôm qua có nhiều khách đó mua một đôi nhóc hết trơn luôn. Rồi đen 36 nè Thanh Nguyên nè. Chín nè, ok Phạm Phương nè. Đôi này đẹp sợ luôn. Đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi đôi này ba mươi lăm ngàn luôn. Đôi này là size 30, size 38, size 38 nha. Đây size 38, 35.000 luôn mấy chị. 38, 35.000 lên giùm Thanh luôn. 38 đôi 38 màu nu nè, 35.000. Rồi đôi size 40 nè. Rồi size 37 nè, màu đen nha, màu đen size 37. Rồi size 39 nè, size 39 màu đen luôn. Rồi size 38 màu hồng. Size 38 màu hồng. Rồi 38 ok chị. 38 màu kem nè, chị Sao Nguyên nè. Rồi chị nào lấy màu nào nữa chốt cầm Thanh luôn ha. 35.000. Rồi 37 ok Thanh Nguyên. Rồi em lấy cho chị màu nu rồi đó. 40 kem ok Phạm Phương. Đen 37 nè. 35 nè. Nè bỏ vô dùm gì cái. 40 ok Phạm Phương nè. Cái đôi này bán 35.000. Lỗ. Mình bán 70 không? Đâu cái tay 4 đôi hồi nãy nha. Con coi có đủ số không? Số mấy vậy? Tới 45 hả? Đâu, đố nào 40. Rồi. Con đọc từ gì dưới lên trên gì? 42, 43. À. Rồi gì đó? 40, 41, 42, 43, 44, 45. 44, 45 hai đôi vậy? Đâu đưa gì coi. Bỏ vô bọc đó lại đi. Đưa cái bọc đó gì coi. Ủa, gió này. Mấy đôi này 35.000 quá trời rẻ luôn. Quá rẻ luôn, nhẹ hiều luôn trời. Rồi 35.000 nè mấy chị ơi, số 44 45 nè. 35.000 luôn. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn nè. Hàng siêu xịn luôn á mấy chị. Quá xịn luôn á, đôi này quá xịn luôn á. Thanh bán. Sao chị bán 35.000? Tại
tại vì hứng lên đi bán đi. Chứ cái này là 70.000 á. Ừ thôi để ngoài đi bán con ơi. Rồi cái đôi này là đôi mắt xa nè mấy chị. Rồi lấy đôi đó đi, chị Tâm chị lấy nha. Chị Tâm đôi đó chị không lấy là chị uổng tiếc lắm luôn, em nói thiệt luôn. Đôi đó mà có shop bán 120 luôn. Còn size mấy? Còn 40, 41, 42, 43, 44, 45 luôn. Rồi đôi này 35.000 dép massage nè, size 39 nè mấy chị. Rồi cái này lâu lắm giờ mới có hàng. Đây 35.000 dép massage nè, size 39 nha. 40 lấy rồi 40 đi con. Mấy chị không lấy tiếc uổng nó, nói thiệt mấy chị, đôi đó người ta bán 120 đó. Ok chị. Còn đôi nào vậy, lấy cho chú một đôi. Còn đôi nào nữa? Còn size 43. Đưa đây. Màu trắng. Đưa đây. Đưa đây qua gì bán luôn, con để giấy gì hồi dồn con mới nhìn miếng giấy, con lật cái miếng giấy ngược lại. Để lát mình khỏi mất công mình dở ra mình nhìn nó mất thời gian chứ. Đơn mình đi nhiều lắm. Có khi mấy trăm đơn làm không kịp. Làm như mất thời gian. Ê đồ này đúng đẹp thiệt có trời. Đây đôi này là size 42, 43 nè. Trời ơi trời, nó đẹp nha mấy chị. Nó đẹp phải nói luôn á. Đó 42, 43 nè, 35.000. Trời mà gì thấy nó đẹp thiệt. 42, 43, 35.000. Còn đúng một đôi mấy chị. Đúng một đôi. Chị nào không lấy tiếp nhẹ hiều luôn. Đó, đôi này mấy chị mua rẻ bèo gì cũng 70.000, phải nói thiệt, rẻ bèo gì cũng 70.000 một đôi. Còn một đôi một thôi. Rồi đôi dép massage size 39 nè, 35.000. Lên nhìn thanh luôn 35.000. Rồi size 36 nè. Size 36 nè. Lấy trắng, ok chị. Đúng rồi, con chị á nó xì tin, nó công tử nó mang cái đôi đó được. Chị Tâm lấy luôn rồi, chị Tâm ơi, mấy đôi đó. Mấy đôi đó đẹp luôn. Đôi này size 38 nè. 38 có màu đen không? Không có màu đen cưng. Rồi size 37 nè, màu cam nè. Rồi cam 37 nè. Cam 37 không trời. Cam 36 nè. Cam 39 nè. Hồng 40 nè. Xám 38 nè. Dép massage nha. Rồi xám 36. Xám 40. Đó, mấy đôi nè, đôi dép massage mấy chị, 35.000 một đôi. Ở lên thì Thanh luôn, Thanh có màu hồng, màu xám, màu cam thôi, không có màu đen nha. Đôi dép massage nè, mang nó êm chân lắm mấy chị. Mang nó rất là êm chân. 35.000. Dép mới về chưa có làm giá nữa là nhảy luôn vô là like cho mấy chị luôn à. 38 ok. Ok Thanh Thanh. Trắng 42 hết rồi Huỳnh Thảo ơi. Trắng 42 Thanh hết rồi. Cái đôi đó Thanh hết rồi mấy chị. Chẳng lẽ bán luôn, đôi kia bán được mà đôi này. Dạ có nha chị Sao Nguyên. Trời mấy đôi này bán đúng không? Để ngoài đi, không có Việt Nam 4 đồng giá đó chị. Đang thiếu Việt Nam đồng giá luôn á. Rồi nó không cho bán rồi, nó cản rồi. Đang thiếu Việt Nam đồng giá đó. Má ơi mà cái này nó đẹp thiệt luôn á trời. Đẹp quá ha. Nó cản bán rẻ quá, gì Thanh bán rẻ quá nó cản. Trời trời. Nó nhẹ mà nó đẹp mà nó đút liền nữa. Nè đẹp chưa mấy chị, giá hàng mấy chị nè. Size này là 40, 41 nè. Cái gì vậy trời. Cái này bán mà tiếc, chị bán em lời có 2.000 bạc à. Lời có 2.000 bạc à. Nó để hai chiếc nó bằng nhau mà nó đóng số lộn.
vô đi, cái tay này nó bị lỗi nha. Bỏ vô để gì lỗi nhé. Tại vì mấy chị biết sao, bán 35.000 á, bán 35.000 là có 1.000 bạc chứ không được lời 2.000 nữa. Trời ơi, đưa gì chụp cái chuốt lại cho nó đó con. Rồi đôi này đẹp biết nhiều luôn, đẹp hơn mấy cái mà cái bữa hổm mình đế nặng nặng á. Đây mấy chị ơi, 35.000 mấy chị, 35.000. Đôi này là size 40-41 nè, 40-41 nè nha, màu đen nè, 35.000 thôi mấy chị. Thanh lấy giờ lấy hàng mắc tiền về mà Thanh bán rẻ cho mấy chị vậy đó. 40-41 nè, màu đen nè. Rồi 40-41 màu xanh nè. Rồi ok chị sao nguyên nè. Ok cục vàng. Chị mấy đôi dép kia có chia lại cho ai được không? Chia giùm em được không? Rồi ok Hưng nè. Hưng Thịnh lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Hưng Thịnh ơi, lên số điện thoại giùm Thanh luôn ha, 35.000 mấy chị lên giá giùm Thanh luôn, kèm giá giùm Thanh nha. Hưng Thịnh lên số điện thoại luôn. Rồi size 44 nữa nè, 44 nữa nè, size 40, size 44-45 nè, 44-45. Rồi size 44-45 nè, mà có 3 màu nha, màu đây đó, màu 44-45 nè, có 3 màu xanh nè, chữ C xanh, chữ C đỏ nè. À, có 3 màu nha, đẹp quá trời mấy chị. Còn 3 đôi 44-45 không à, còn 3 đôi 44-45 không rồi mấy chị. À, rất là đẹp luôn, có 35.000 thôi mấy cục vàng ơi. Cái này là nó đút liền luôn nè mấy chị, khỏi sợ. 41 em lấy 41-35 thôi. 41 còn đôi nào không ta? Hết rồi cưng ơi. Chép kia nữ size to quá hả? Dạ 44 xanh ok. Thanh Thanh nè, mấy đôi dép này á là dép đút liền luôn, không có sợ bị sức keo sức động gì hết trơn á, không có sợ bông chốc hay là sức keo sức động gì hết trơn á. Đây 44-45-35.000 nha mấy chị, đẹp quá trời đẹp luôn. Còn hai đôi nè, còn hai đôi, chị nào lấy chút thì Thanh luôn ha. Đây nè, à, xuất sắc thưa mấy chị, xuất sắc luôn nha, đút liền luôn nè mấy chị, không cần phải may, không cần phải giá gì hết trơn. 44-45 C, chữ C nha mấy chị, quá xá đẹp luôn. Nữa đi đó, 44-45 màu đỏ với màu xanh, còn màu đỏ với màu xanh, xanh la xanh la. Rồi đôi này 35.000 nữ nha, nữ quá đẹp luôn mấy chị ơi. À, quá đẹp luôn, đẹp chưa? Đế nè, size 36 mấy chị, lên giùm Thanh là size 36 nha, 36 35.000. Rồi 36-35.000. 42-35 xanh ok Hạnh Võ. Mấy chị chia sẻ like giùm Thanh đi mấy chị, chia sẻ like giùm Thanh nha mấy cục vàng. Rồi 40
42 xanh. Rồi ok hạnh vỏ nè. Rồi đôi này là size 40 nè, 35.000 40. Rồi 39 nè, size 39 nè, 40 nha. Ê, size 39 35.000. Rồi size 37 nè, 35.000. Màu đen size 38. Có số điện thoại đó, khách mới mà. Đây rồi, size 38 màu đen nè mấy chị. Nên cho coi màu đen nè. Có dép bé size 29. Lấy cái gì hả con? Size 29, size 38 ok chị. Đen ok chị. Size 29. 29 hồi nãy có đôi kẹp màu đen phải không ta? Rồi size 39 là màu kem nè. Rồi size 37 màu hồng. Nè cưng có dép bé đôi này size 29 nè. Đây size 29 nè nha, size 29 nè. À, đôi này là thanh sale luôn, 35.000 luôn. Size 29. Đôi này 101 á. Đôi này 101 là thanh sale luôn, 35.000 luôn. Size 29 nè. Rồi cái đôi này 35.000, ai lấy nữa chốt cùng thanh luôn ha. Màu kem nè. Bé trai hả? Bé trai size 29 có khúc rồi. Bé trai size 29 đó con, size 29 bé trai là Đây đôi này đẹp quá nè mấy chị ơi. 29 35 ok em. Trai mà con đưa cái đó. Chị có loại 70-75 ngàn được không? Chị có loại 75 ngàn được không cưng? Đây rồi đôi này là size 42 nè. Ôi đẹp quá mấy chị, để mình coi giá đôi này nè. Như tiền đây. Đồ mới về chưa có làm giá, không biết giá mấy chị. Trời ơi, đôi này loại 34 năm rồi. Đây size 29 nè con trai nè cưng. Mà đôi này 45.000 nha, đôi này là 45.000, đôi này là hàng xịn. Nè size 29 là 45.000. Đó đôi này là mũ dẻo, hàng xịn đó. Thôi chị bán 35.000 luôn đi. Bán 35.000 luôn. 29 35.000. Rồi đôi này Thanh bán 35.000 thôi, lợi có 500 đồng thôi mấy chị. Đôi này 34.500 vốn rồi nè. À, rồi đôi này là size 42 nè. 42 35.000. Rồi lên giùm Thanh luôn 42 35. Rồi 29 35. Phú Mai còn đôi 29 35.000 này nữa không? Rồi đôi này 42 35.000. Rồi ok 29. 29 35 gì bán 35 luôn. Không được, ở trong mộc có không. 42 35 ok. Còn màu khác không? Thanh Nguyên. Màu khác cũng được. Rồi size 41 nè. 41 35.000. 43, 43 35.000. 41 với 43 mấy chị, 35.000 nha. Trời đôi dép mấy chị về nhìn đôi dép là đẹp lắm mấy chị ơi. Đó, tại vì bây giờ Thanh hết đồ bán, Thanh trong khi Thanh chờ cái lô hàng mới về cho nên lấy cái này. Lấy trong sọt á, sọt nguyên bọc luôn. Đó, Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Ê có một cái bọc xăng đan con gái đưa bên đây đưa cho gì luôn. Chị lấy 41 cho em đi hả? 41 hả? Đây 41 thì đổi cho Thanh Nguyên lại nè. Đổi giấy ra con. Đây đôi này là size 43 nha mấy chị, size 43. 43 35.000. Thanh có 43 nè. Rồi 42 nè. 42 43.
Rồi đôi này là size 44 nè. Đây size 44 nha. Đó, size 44 nè. Rồi size 41 nè. Đó, cái đôi màu trắng là Thanh có 44 với 41 nha. 44 với 41 35.000. Ok Phạm Phương. Không kiếm cái đôi đó thì Phúc. Rồi đôi này Thanh sale luôn 35.000 cho mấy chị luôn nè. Đôi quay hậu cho bé nha mấy chị. Quay hậu cho bé Thanh sale cho mấy chị luôn nè. 35.000 luôn nè. Đôi này là size 3 là 30. Size 3 mấy ta? 34. 34 mấy chị, size 34 nha. Size 33 34 mấy chị, nó để 35 nhưng mà 33 34 mang được à. Đó, Thanh sale cho mấy chị đôi này 35.000. Quá trời đẹp đôi quay hậu nè. Đôi này là size 33 là được. Còn gì? 35.000 mấy chị, 35.000 size 33. 33 34 á nha mấy chị, 33 34 á. 35.000. Rồi ok Thanh Nguyên. Chết mẹ Phúc ơi. Lấy giấy giùm chị Phúc ơi. Cái nào mà còn nghe đâu để lấy còn có mấy con bò này. Giấy con bọc gì để trên tủ kia là giấy anh xí đưa thử coi. Trên trên tủ đặng có tủ trong nhà, tủ trắng. Đó, tủ trắng á, tủ trắng chứ không phải tủ kiến, tủ trắng ngay cửa á. Ừ. Đó có con bọc đó. Ừ mà biết xài được không nữa. Nó. Này Thanh còn đôi này được không Thanh Thanh ơi. Trời đôi này bán 35.000 là lỗ luôn á Phúc. Đẹp lắm chị ơi. Ồ, chị cảm ơn cục vàng nha. Đây đôi này được không Thanh Thanh ơi. À, Thanh Thanh ơi đôi nãy Thanh hết rồi. Thanh còn đôi này Thanh bán luôn nè 35.000. Đôi này là xịn đúng xịn luôn. Đôi này là Thanh bán 70.000 á. Đó, Thanh tính 35 luôn được không Thanh Thanh. Cái đôi nãy hết rồi. Lấy đôi này được không. Rồi đôi này 35.000 luôn, size 26. Đôi này có số lớn không? Không cưng đôi đó chị, không có số lớn. Hello Ly. Rồi đôi này Thanh sale 35.000, size 26 27 nè mấy chị. 26 27 35.000. Đôi màu hồng cho bé gái, thấy cưng chưa? Đó, thấy cưng chưa mấy chị? 35.000 26 27. Mấy chị biết là mùa mưa rồi, mưa gió nước ngập nè mấy chị, mua cái này cho con mấy chị mang bền chắc nữa. Rồi size 26 27 nè, 35.000. Còn hai đôi nha. 26 27 còn hai đôi. Rồi cái đôi này là size 30. 29 30 á. Ok chị. Đây đôi này là size 29 nè mấy chị, size 29 35.000. 29 35k. Mấy đôi này cũng lỗ nữa nè. Mấy đôi này bán 35.000 cũng lỗ, lúc gì like 55.000 nhớ, lúc một cảnh còn làm. Ờ à, bán 55.000 giờ bán 35.000. Thanh bán lỗ luôn á mấy chị. Cuối lô chấp nhận bán lỗ luôn. Rồi đôi này size 29 mấy chị, size 28 29 đó nha. 28 29 đó, 35.000. Có 29 con trai. Mấy đôi xa quay hậu con trai còn không ta? Đây. Đưa nguyên bọc đó ra đâu gì bán luôn.
Ê cái đôi này hình như con trai mang được nè cưng, đôi màu cam này là con trai mang được nè. Cam đó là con trai mang được á. Ở đây nè Phúc, gì để bên đây cái gì nè, cái bọc đây nè, đây nè con đó. Con gái hả? Con gái à, gấu của họ mình như bán hết hay gì rồi. Đây đôi nè 35.000 luôn nè mấy chị, quá trời đẹp rồi mấy chị ơi, size 34 đó, size 34 35.000, 34 35k, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, size 34 35.000 nè. Rồi cái này là size 27 nè. 27 35.000. Mấy đôi này đúng đẹp luôn á mấy chị ơi. 34 35 ok võ hạnh. Rồi đôi này là size 29 nè mấy chị, size 29. Ồ đẹp quá mấy chị ơi. Muốn xỉu với đôi đó luôn. Quá đẹp luôn á. Rồi đôi này là size 29 nè nha mấy chị, size 29 35.000 luôn. Chị nào lấy chốt mình Thanh luôn, 29 35 màu đen. Rồi size 27 nè. 27 35.000 luôn. Dép kẹp hình như có dép kẹp á con, hồi nãy có dép kẹp á, đưa dép kẹp qua cho gì á. Dạ, dạ có chị. Dép kẹp nữ hồi nãy có con tay mà. Có. Dớ có dớ không? Kẹp này á hả? Kẹp này. Bà lon nè. Chắc kêu lon rồi mà nhớ không? Đẹp quá mà không có chai hả? Để chị coi thử coi còn không mà chắc hết rồi. Cái đôi màu cam mà nãy là con trai mang được đó cưng. Đây nè chị, kẹp nè. Dép kẹp nè, 35.000 nè, size 29 nè. Đây 29 nè, 35.000. Trời ơi, cái này nó đẹp hơn đợt lon nữa, cái quay nè. Đúng là mỗi ngày mỗi tiến bộ trời. Đó, thấy chưa, đẹp chưa mấy chị, 35.000, u là mèn cái đôi này, ai bán cho mấy chị 35.000. Size 39 nè. 39 35.000. Rồi size 37 nè. 37 35 nè. Rồi 40. Ủa, cái này không đủ size nữa trời. 37 35 ok cục vàng. Ok chị Sao Nguyên, ok Ngân Kim. Trời quá quá đẹp luôn á. Cái quay bữa nay nó làm nhức nhối luôn. Nhức nhối luôn. Rồi Thanh còn 40 nữa nha mấy chị. Còn có size 40 nữa nha, 39 40 á. Rồi chị nào lấy nữa chốt giùm Thanh luôn ha. Kẹp nè, size 37 nè, 35.000. À thứ bánh mì hả? Thứ bánh mì là bây giờ em còn Phúc ai coi giùm gì đâu, kẹp bánh mì ngày hôm qua gì thấy có màu lợt nữa. Kẹp này nó cũng đẹp y chang bánh mì vậy đó chị. Nó cũng đẹp, cái này hàng em mới về luôn. Hàng em mới về luôn. Đây rồi dép nam mấy chị, ô nó đẹp nè mấy chị. $35.000 mấy chị, size 41 nè, đẹp chưa? Đó, dép đúc mấy chị, dép đúc nha. Hai đôi 37 ok cục vàng. Dép này mang đâu có sợ bị hư hao gì. Mùa mưa tới rồi. Dép đó, nam có 35. Dép nam là Thanh không có 35. 35 hả?
Việt Nam này không có 35. Còn màu đó không hả? Đưa vô gì coi. Sai gì mà con hút một nồi vậy? 37, 40, 41. Đây đôi này. Con nhiều á. Với 38, 39. 45 ngàn luôn đi. Anh bán 45 ngàn nè, size 30 nha. Size 39 nè. Một đôi, trời mấy cái này là Thanh bán không có lời. Thanh lời một đôi 500, 1.000 đồng à. Chứ không có lời nhiều, Thanh nói thiệt luôn á. Rồi đôi này là size 41, 35 ngàn. Một đôi là 34.500 rồi. Thanh bán, Thanh lời có 500 đồng thôi. Người ta bán một ngày, bán nhiều khi một ngày ta bán được hai đôi dép. Người ta lời một đôi mười mấy 20 ngàn. Người ta bán một ngày hai đôi. Còn Thanh bán một ngày á, Thanh bán cả 100 đôi, cả 1.000 đôi. Thanh lời được nhờ số lượng nhiều. Đó, Thanh nhờ được số lượng nhiều á, chứ nói chung mình bán mắc thì mình bán được ít, mà mình bán rẻ thì mình bán được nhiều. Vậy đó, ở nguyên tắc nó vậy đó. Thanh muốn, không muốn tồn hàng, Thanh muốn bán rẻ cho nó hết, mau hết hàng vậy thôi. Để mình về hàng mới liên tục. Rồi size 41 này nha, 35 ngàn. Mà nó đẹp thiệt ha, nhìn qua ấy đẹp thiệt. Rồi size 40, size 41 nha, size 41, 35 ngàn. Mùa mưa rồi cho nên là Thanh lấy mấy cái dép này về Thanh bán, mang nó bền. Rồi size 42 màu xám nè, 42 màu xám 35 ngàn. Rồi size 43 nè, 43 màu đen nha, 43 màu đen. Rồi 40 màu xanh nè. Rồi 44 nè, 44 màu đen nè, 35 ngàn một đôi. Bữa nay nó gửi hàng cho Thanh đó, đẹp, thích, thích lắm luôn á. Rất là thích luôn. Màu nổi quá hả? Dạ, mang dép nổi không có sao chị. Quần áo nổi mới sợ, quần dép nổi không sao đâu. Vậy mà mấy người kia khoái màu nổi lắm. Mấy người kia người ta lại ta mua dép với em, ta thích mua màu nổi nổi. Đây rồi 45 ngàn nha, 45 ngàn màu xanh nè. Size 40, size 39 nè. Rồi size 37 nè. Đó, size 37, 39, 40 nha. Đó, 3 đôi. Còn dép nữ nữa không đưa ra. Có đỏ không? Không, hết đỏ rồi. Con gom vô lần lần đi. Rồi 35 ngàn nữa, tiếp tục 35 ngàn. Mấy đôi này mấy chị biết không, trước Thanh sale là 45 ngàn một đôi đúng không mấy chị? À, lúc trước là Thanh sale rồi 45 ngàn đôi. Giờ Thanh sale cho mấy chị luôn có 35 ngàn thôi. Size 42 nè, 42, 35 ngàn. Rồi lên giùm Thanh là 42, 35k. Tô Kiều kẹp size 39 đôi 45 ngàn đó con ơi. Đôi xanh con mới đem ra. Quần caro sau lưng nữ nha, quần ở sau là nữ. Rồi đôi này là size 40, 42, 35 ngàn luôn. Rồi Hương Thịnh nè, hello Linh Bùi. Trời ơi dép bữa nay chị Thanh bán rẻ quá trời cưng ơi. Bán rẻ quá trời luôn, vô mua cưng ơi. Rồi 42 nữa nè mấy chị, size 42, 35 ngàn. Rồi size 40 nè, size 40, 35 ngàn. Size 44 nè, 44, 35 ngàn. Rồi size 43, 35 ngàn. Đôi nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị. 40, 40, 41, 42, 43. À, em mua thiếu nha. Ừ, chị bán thiếu cho em xong rồi cái chị đi theo em về dưới em nuôi cơm chị cũng được nữa. Ha, nuôi cơm chị trừ đồ thôi là được rồi. Rồi. À, có xốp kẹp 5 phân, xốp kẹp 5 phân Thanh hết rồi cục vàng ơi. Đây đôi này là size 43 nè, 43 này nha. 35 ngàn. Biết sao không? Thanh bán rẻ, Thanh bán rẻ cho mấy cục vàng dễ mua. Đó. Bây giờ ai cũng than hết tiền bán rẻ cho mấy cục vàng dễ mua nha. Cho em xem lại đôi 41. Rồi đôi này là size 43 nè. 35 ngàn. Rồi size 40 nè, 35
rồi size 44 nè. Rồi Trần Anh nè, 40 nè, 35k nè. Rẻ quá trời luôn. Rẻ quá mấy đôi này 60-70 ngàn. 42 nè, 35 ngàn nè. Size 40 là đôi nào Trần Thủy ơi? Size 40 là đôi nào Thanh quên rồi. 40 là đôi nào? Em nói hai đổi hai cái áo mà hôm qua. 42 xanh hả? 42 xanh. Ủa Hưng Thịnh coi giùm chị đôi 42 đó màu màu gì vậy? Đây nè, đây nè. Bốn mấy vậy? 42. Đổi lại màu xanh. 42 xanh Thanh lấy cho Hưng Thịnh rồi. Vậy là bỏ cái đôi này lại nha. Bỏ đôi màu đen lại ha. Không đổi là lấy thêm á hả? Là lấy thêm á phải không? Lấy luôn à, rồi vậy là lấy hai đôi. Ghẻ quá mà cho nên là cứ lấy đi. Dép này mấy chị để một năm sau cũng không hư nữa. Ê trời ơi, khán giả, cục vàng ơi đây nè cưng. Trời ơi, dép cưng hỏi chị nè. Dép cưng hỏi chị nè, cả đống luôn nè. Dép này để là 2 năm cũng không hư nữa. Nên nói thiệt mấy chị, dép mũ này để 2 năm không hư. 2 năm sau vẫn không hư nha mấy chị. Mấy chị để trong tủ mấy chị cất 2 năm không hư luôn. Dép con nít thì mua để dành sợ. À, cho em xem áo nhỏ hả? Rồi Phúc ơi, con vô con lấy áo nhỏ cho gì mà vì chắc ngay chỗ cái góc máy giặt á. Áo ngực á là size có size 38 rồi đó. Nè cưng, dép là cưng kiếm nè. 35 ngàn size 37 nè, đẹp chưa? Đó, chị Thanh có size 37 nè. Size 40 nè. Rồi size 38 nè. 37, 38, 40. Đó, 35 ngàn. Quá rẻ luôn. Chị gửi áo khoác cho em chưa? Gửi rồi đó Điệp ơi, gửi rồi nha. Khoác chứ dưới đôi dép hay gì á. Đó, cái này Thanh sale có 35 ngàn thôi. Dép này giống giống cương kiếm nè. Đó, size 37 nè. Rồi size 38 nè. Rồi size 40 nè. 40 là 39 vẫn mang được nha. Ok khán gia nè. Đây nè cưng, áo ngực nè, áo ngực không cây nha. Áo ngực không cây nè, 35 ngàn luôn. Áo này Thanh sale 35 ngàn luôn nè. Ủa bữa hổm là cưng nói sai nhiêu ta, chị quên mất tiêu rồi. Áo ngực đó là cưng nói lấy size bao nhiêu chị quên rồi ta. Size 42 là cái kia rồi Phúc ơi. Size 42 là mấy cái bự bự á. À, chị gửi ba cái áo hả? Chị gửi hình như là hai cái áo khoác với cái gì nữa, cái món gì nữa đó. Bữa đó cưng lấy hai món á. Bữa đó cưng dặn áo khoác với cái gì chị quên mất tiêu rồi. Đây đôi này. Đây size 37 nè. Là 45 ngàn nè khán gia ơi. Áo ngực này là size 42 là 45 ngàn nè cưng. Cái này là người ta bán một cái 90 ngàn. Ở có chỗ bán 90, có chỗ bán 120. Thanh bán 45 ngàn cho mấy chị luôn. Tại vì cái này là khách sĩ Thanh lấy một lần đó là lấy đủ size mà đủ ri đủ màu luôn, đó là Thanh bán giá 45 ngàn đó. Bây giờ Thanh vẫn bán lẻ trên live cho mấy chị 45 ngàn luôn. Đó, size 42.
nha. Size 42 nè, 45.000. Cái này ở ngoài chợ người ta bán là một cái là rẻ là gì, là mà 90.000. Nếu như rẻ là 90.000 đó. Đó, chị Thanh bán 45.000 thôi. Lấy không rộng, cái này không có rộng mà, cái này không có cây. Cái loại này là không có rộng. Không có rộng á cưng. Còn áo ngực này là không rộng luôn nè, size 38 nè mấy chị. Size 38 nha, Thanh sale luôn 35.000, cái màu trắng là 35.000. Khang da dép chị có màu đen nữa nè. Áo là không có rộng á cưng. Đây màu đen nè, size 40 nè. Đó, 35.000 màu đen size 40. Rồi màu đen size 39 nè. Màu kem size 39 nè. Còn một đôi mới bỏ xuống đâu mất tiêu rồi trời. Lấy không cưng? Cái loại đó là loại không rộng á. Cái đôi dép có màu đen đó cưng lấy không? Đôi dép có màu đen nữa nè. Rồi đưa vô nữa đi con. Đưa dép vô nữa đi. Đây cái mẫu này cũng đẹp nữa nè. Đó, đẹp chưa? 35.000, đôi này là size 38 nha. 38 35.000. Cái này mang nó không có bị trơn. Rồi size 37 35.000. Size 39 màu đen 35.000. Size 36 màu đen. Rồi size 40 màu hồng, màu đỏ, lộn. $35.000 nha. Chế còn dép lông mang trong nhà. Có dép lông mang trong nhà còn cưng. Còn mấy đôi nè. Còn đôi màu đen nữa. Đây dép lông mang trong nhà nè, 45.000 một đôi luôn. Đó, đôi này là size 40 nha cưng. Đôi này là size 40 nè. 45.000. 45.000 size 40. Rồi đôi này 35.000 nữa nè mấy chị. Ok em. Còn đôi màu đen nữa. Đôi màu đen bên gỗ bên kia có không?
bên gỗ bên kia á, gỗ bánh mì á, tại hồi tối gì dọn là gì thấy á, nó bỏ vô im gì đó. Ừ, bán 45 luôn. Rồi đôi này là 35.000, size 41 nè mấy chị, đẹp chưa? Đó, đôi này Thanh bán 70.000 lận đó nha mấy chị, nhưng mà trên like Thanh bán cho mấy chị có 35.000 thôi. Đó, size 41, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, 41, 35.000. Rồi 41, 35. Lam 41 ok em. Lấy đôi nam 35 ok em. À đâu rồi? À, Khang Gia nè, đôi nam 35 nè. Chị Sau Nguyên nè. Khang Gia, trời in ra hai miếng giấy luôn. Đâu Khang Gia đâu ta? Đây. Nè bỏ vô làm gì coi. Có 40 à cưng ơi. Có 40 à nha, có 40 à. Nè con. Có 40 à cưng, đưa đôi đó lại của Khang Gia. Có 40 được không Võ Hạnh? Khoảng mấy ngày nữa hàng về hả? Chắc ngày mai ngày mốt gì đó cưng ơi. Chắc ngày mai ngày mốt gì đó. Cái này còn nữa không con? Lộn ra 41 nè Khang Gia nè con. Có 40 được không cưng ơi? 42 chị Sao Nguyên nè. Này là không có 39 nha, có 40 là nhỏ nhất rồi. Rồi ok em lấy 40 luôn ha. Quá đẹp luôn, 39 40 xê xích nhau xíu à, nhiều khi dép mũ nó cũng không có chính xác. Đó, nhiều khi dép mũ mình đôn sai lên vẫn mang được. Rồi đôi này size 44 nè. Đó, size 44 nè nha mấy chị, 44 nè. À, size 44 nha. Rồi ok em, để chị giữ lại cho. Size 44 nè. Rồi size 43 nè. Size 43, size 44 nha. 43, 44. Đôi dép lông chị Thanh còn đôi nữa nè, lấy luôn không? 45.000 nè, size 30, size 37 nè. Đó, còn một đôi size 37 nè cưng. Dép lông. Đây còn một đôi size 37 nè, Khang Gia lấy không? 45.000 nè cưng. Đôi 120 á. Đôi 120 bán luôn 45.000 luôn. Đó, chị Thanh còn một đôi. À, ok em. Rồi đôi này số 43. Ồ đẹp quá mấy chị ơi. Số 43, số 40, số 44. 40, 43, 44 nha. 40, 43, 44 mấy chị. Quá trời đẹp luôn. 35.000 thôi mấy chị. Siêu siêu rẻ. Bốn mươi bốn, 43 với 40.
lên xe cho mấy chị luôn, đôi này 35.000 luôn. Lên Đình Thanh luôn ha. Đôi này là ghép nam nè, nam rất là đẹp luôn. Hả? 43 44. Ok. Mỹ Thiệt ơi, em bữa hổm còn cái áo á. Còn cái áo rồi, cái chị Thanh đi đơn với cái này luôn ha. 43 44. 40 rồi, ba đôi luôn. Lấy bọc bỏ vô luôn đi con. Ừ, Mỹ Thiệt có cái đơn đẳng nè. Phúc à, dép tổ ong hả? Có dép tổ ong có nha. Ê, có đôi này size 42 nè, size 42 nè cưng, 42 nè, 35 luôn nè đó. Size 42 nha, 42 35 luôn nè. Em mới vừa nhận chế cho em đổi dép 42. Ok chị nha, chị Cao Nguyên nè. À, chế cái gì à, cái gì à, em mới nhận dép rồi, dép rồi. Ừ em đâu rồi ta, 42 nãy đâu rồi, 42 đó hết rồi Vi ơi. Đây đang còn mẫu này được không? Thanh còn mấy mẫu này, là lấy cái này chị Thanh còn 3 đôi nè. Mẫu này đẹp quá nè. Không mà cái mẫu này đúng đẹp thiệt trời. Nhìn nó y như dép da luôn ha. Đây số 41 nè. Đôi này đẹp quá nè Mỹ Thiệt, lấy đôi này được không? 41 nè. Rồi 40 nè. 43. 40, 41, 43. Thanh còn 3 đôi nè. Còn 3 đôi nè Mỹ Thiệt, lấy cái này đi, cái mẫu này đẹp nè cưng. Chị còn 40, 41, 43. Đó, 40, 41, 43 nha. Lấy hết 3 đôi luôn không? Đôi này nó đẹp lắm luôn. Đôi này nó y như dép da vậy đó. Nó làm cái kiểu y như dép da vậy. Coi Mỹ Thiệt nè. Còn 40 lấy luôn không cưng? 40 lấy luôn không? Chế để cho em 3 đôi đó nha. 3 đôi đó chế hết rồi. Còn có 40, 43 nè. Lấy Mỹ Thiệt nè con ơi. Hết rồi cưng ơi. Hết rồi cục vàng ơi. Đây đây còn cái này à, cái này chị còn nguyên tay luôn nè. Cái này chị còn nguyên tay luôn, 5 đôi nè. Ê cái đôi này hồi nãy Mỹ Thiệt nè, size 42 nè. Đâu rồi, nãy Mỹ Thiệt lấy 42 mà hết đây còn nè. Đôi này thì chị Thanh còn đủ 5 đôi luôn nè, một tay luôn nè. Nè đôi này nãy Mỹ Thiệt lấy nè mà mình nói hết nè. Rồi đôi này là Thanh có 41 nè. Ủa 42 đây nè con, 42 đây nè, đổi đôi này lại nè. Mỹ Thiệt còn nãy lấy đôi đó 42 đấy. Bán 35.000 học nè con, 70 bán 70, giờ bán 35.000 hàng chi. 41 35. Ok em. 44 rồi. 41 nè. Nguyễn Vi nè. Nguyễn Vi nào vậy trời, bố hổm có một Nguyễn Vi. Đúng rồi, 693 nè Nguyễn Vi. Bữa không có món gì đó mà lâu quá không đủ đơn á Thanh xã. Để mua, tranh thủ mua đủ đơn. Chế cho em đổi dép nam à, cái gì à, dép nam mới thì lấy 43 nha à, Khang Gia dép nam mới thì đổi lại 43 là gì. Cho em một tay đó. Rồi ok em. Lã nào. Đổi lại 43 nè. Đổi đó là số mấy? 43 nè. Cái này chỉ con 1 nè, 2 nè, 3 nè. Có bỏ ra. Mẫu 43, 44 khỏi lấy. Không có cái gì, không có lỗ, em sợ nó hầm. Ừ, vậy lấy cái đó ra đi.
cái này nó ghép mũ này là nó nhiều khi có 2 đôi 42, 2 đôi 43 nhiều có mỹ thiệt. Cái đôi này là bỏ ra nè con, đôi này là mấy đôi này là bỏ ra, bỏ qua đây nha. Cái gì à? Nguyễn Thị Dương nè. Hai đôi nữa là đủ, hai đôi bỏ qua đó là đủ, đủ tay đó. Đây cái này đẹp quá trời luôn nè, quá đẹp luôn, đôi này xuất sắc luôn rồi mấy chị. Áo nhỏ size 42 đó còn màu gì Phúc, hồi nãy con lấy ra đó, con coi giùm gì coi. Đây 35.000 mấy chị, trời ơi xuất sắc mấy chị ơi, xuất sắc luôn, y như dép xịn gì đó mấy chị. 35.000 Thanh còn có 2 đôi thôi, Thanh còn 40 với 36 nha, còn 36 với 40 mấy chị đó, có 35.000 thôi nè, hàng dẻo nha, 35.000 để cho em. Ok em, này đúng đẹp luôn, còn 2 đôi à. Còn màu gì á? Áo chị mặc 60kg vừa nha. Đấy em đôi size 40. Rồi ok em nè, khang da nè. Rồi 36 nè, vi nè. 36 nè, mỹ thiệt nè. Còn màu hồng, màu đỏ, màu đen cưng. Ê đưa cái đôi đó cái gì chụp cho nó, gì kêu nó lấy cái gì coi. Đưa đây. Còn cưng, để chị lấy cho. Cưng lấy nguyên tay không? Mấy cái đôi hồi nãy áo này là một, còn cái màu đen nha, còn cái màu đen. Tổ ong đế giày, tổ ong đế giày có nha cưng, tổ ong đế giày có, có tổ ong loại nhẹ nữa, tổ ong hàng nhẹ nữa. Đây 35.000. À. À sao không thấy chị lên áo kiểu hả? Trời bán quần áo giờ làm biếm. Đây 35.000 nè, size 36 nè. Size 39 nè. Size 40. 36 39 40 nha, 35.000. Đó, 36 39 40, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, 35.000 còn 3 đôi. 36, 39, 40. Cái này còn 3 đôi nha. Chế bữa em có gửi cái gì cho chế 2 bộ quần đùi, chế có lấy cho em chưa? Chế lấy rồi nha, chế lấy rồi cho cưng rồi đó, 2 bộ quần đùi chế lấy rồi. 36, 39, 40 nha. Đây áo ngực nè, chị Thanh có màu đen nè, khang da ơi. Ủa cái này sao con lấy có cây vậy? Người ta kiếm không cây, con lấy có cây ra vậy Phúc? Cái này nguyên cây đâu, con lấy ở đâu? Cái mà không có ấy không? Đây nè, size 42 nè, size 42 chỉ còn màu hồng nha. Màu hồng nha. Sang da ơi. Tổ ong
để dài rồi để chị lấy cho. Đây cái này là hàng siêu nhẹ nha. Cái này hàng siêu nhẹ luôn nè. Cái này là size 44 nè. Đó, đẹp chưa mấy chị? Xuất sắc chưa? Xuất sắc chưa mấy chị? Size 44. Này như này hả? Dạ. Không đi giá sao biết đường bán trời. Lấy tổ ong cho gì vậy con? Loại tốt hay là loại dày á. Với lấy loại đu qua mới về. Rồi cái này là size 44 mấy chị, size 44 nha, 35.000 luôn. Đồ này không biết nhiêu bán 35.000, lỗ thêm loại lè luôn á. Rồi lấy loại dày kia nữa đi. Rồi size 44 nè. Rồi size 43 nè. Rồi size 40 nè. Rồi 44 nè, Mỹ Thiệt nè. Rồi size 42 nè. 41 mà nó không có. Có 40, 40. Có 42, lấy 42 được không Vi ơi? Đầu gì bán 35.000, không biết giá nhiều nó bán lỗ thôi mẹ luôn. Có 42 được không Vi ơi? Hết 41 rồi, có dép này nó đôn size lên xíu được. 41, 42 mang được nha. Được không? 40 ok Hương Thịnh nè. Được không Vi ơi? Được không? Để chị Thanh chốt nè. Trời con leo vô Chi Phúc con trộm qua là con lấy được. Vì trộm được mà con trộm được trời. Tại vì con bị trộm nó bị cấn, con đau chứ không bình thường con trộm. Con trộm đi cho nó mau ra. Mau ra. Sống ra nổi. Kêu thằng bồ con nó giúp cho con. Trời, nó kẹt cái đó chứ không chết. Nó hút ra cho con. Rồi 43 nè, 43. 43 44, 43 nè, 43 Mỹ Thiệt nè. Trời ơi Phúc ơi, gì không có ghi tên. Gì thấy á? Ờ Mỹ Thiệt nè. Có nguyên bọc con để. Nè. Có một đôi Mỹ Thiệt gì mới quăng ra hay gì nữa đó, gì không có ghi tên. Rồi còn một đôi 44 nè. Còn một đôi 44 nha, chị nào lấy chốt tầm thanh luôn. Còn một đôi 44. Đây tổ ong nè, tổ ong này là tổ ong đu qua, hàng đu qua nha. Nếu chị nào mà biết xài á thì Thanh nói cái hãng đu qua thì mấy chị biết tổ ong dày mà nhẹ. Gửi hàng khỏi điện rồi Thanh biết rồi. Khỏi điện nhưng mà Thanh gửi đi là nhớ nhận giùm Thanh là được rồi. Cái này là chị Thanh có size từ 40 tới 40. Cái này là 40 tới 43 hay 44 ta? Thằng đu qua này 42 là nó như 43. Vậy hả? Cái này là 40 tới 42 43 nè, 45.000 nha. Hàng đu qua 45.000, siêu nhẹ luôn, dày mà nhẹ. Đó, cái này nhẹ nha, hàng nhẹ. Thanh có size 40 tới 43. Đó cái hàng đu qua nè. Áo chị bận bao nhiêu? Phúc nhìn giùm gì cái áo có gì nhiêu ơi, không nhớ giá nữa, trăm mấy á, không nhớ giá nữa. 175. 175.000. Rồi cái này giá như bọc. Cái này bình thường bán là 765. Rồi mọi người. Ông 41 ok ngân kim. Rồi giá sỉ nhiêu quên mẹ rồi. Mấy cái mặt của ông đó là không còn giá nữa, cái này là giá đây là gì? Ê, dép tổ ông có 39 nữa nè. Dép tổ ông có 39 nữa nha. Này số đâu? Rồi 41 nè. Ông 41 nè con, của Ngân Kim nè. Em thành ba đôi. Nè, bán 45.000. Ở ngoài người ta trả bớt 6.000 rồi 60.000 không bớt. Không bớt là không bớt, giờ trên live bán 45.000. Rồi mấy chị là tớ chứng tỏ là mấy chị là khách quý của Thanh rồi đó. Còn cái này dày nhưng mà nặng nè cưng. Dày nặng nè. Cái này giá mấy quên mày rồi trời. Để hỏi nó chút. Ủa cưng, cái tổ ong mà loại dày á là giá nhiêu chị quên rồi. Rồi chút nữa chị dặn to rồi giao lên luôn nha. Lấy dày nha chị. Ừ thì lấy lại loại dày đó, siêu nhẹ, còn mẫu nào đẹp nhiều lắm, nhiều lắm nha. Cái này là 48.000.
48.000 nha, cái này là dày nha. Cái này là dày nha, dày nhưng mà nó hơi nặng hơn xíu, còn cái hàng kia là hàng đu qua. Hàng đu qua thì nó nhẹ hơn, nó nhẹ 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 gấp 10 lần cái này. 45.000, còn cái này thì 48.000. Nè Phúc mày bỏ mãi đi. Siêu nhẹ nè, mấy cái này là siêu nhẹ nè. Đây hàng nam siêu nhẹ. Rồi không có giá nữa trời. Rồi không có giá nữa. Rồi cái này 35.000 luôn, size đủ size đủ size. Size 41 35.000, đôi này đẹp chưa? Không có giá, không biết giá, bán 35.000 luôn. Đằng nào giờ cùi đâu có sợ lỡ nữa mấy chị, đúng không? Rồi 41 35.000. 44 35.000 siêu nhẹ luôn. Rồi 40 nè, 35.000. Rồi 41 là mỹ thiệt nè. Rồi 40 nè, 40 35 nè. Rồi 42 nè. 42. Rồi 43. Rồi 44 mỹ thiệt. Cho em một tay đó. Rồi ok một tay. 42. Rồi 43 chị sau nguyên. Cho em một tay ok Thị Dương. Rồi còn size 40 nha. Còn một đôi size 40. Bỏ đi lặng nhớ lặng nó giao qua đường tay vô luôn. Rồi nam còn không, đưa vô cho gì luôn đi. Rồi cái này còn có một đôi nè mấy chị, cái này còn có một đôi xong chị nào hốt luôn trời. Đây đôi này size 44 nè. 44 nha, 44. Đó, lên thanh còn có một đôi một nè, size 44. 44 35.000 luôn. Bốn bốn là mang được á. Rồi cái này chị Thanh còn hai đôi nè. Tại vì cái này hồi nãy giờ là mỹ thiệt với lại Thùy Dương chưa có vô cho nên là chưa có thấy cái mẫu này. Đây cái này chị Thanh còn hai đôi nè. 43 nè, 44 còn hai đôi nha, hai đôi bự luôn. 43 44 nè, 35 luôn. Mấy đôi này chị Thanh bán 35.000 là bán rẻ lắm luôn. Nếu mà có khách sỉ mà mua là Thanh lỗ tiền ship luôn á. Đôi này còn 43 44 này nha, 43 44. Để cho em ok em. Cái này chị Thanh không có ghi giấy nha chị Thanh. Nè con ơi, Thùy Dương nè con ơi. 4344 đưa đây gì chụp lại cái mẫu đó luôn á. Thùy Dương hai đôi á, đưa gì. Cái đó cưng lấy nguyên tay không? Cưng lấy nguyên tay không cưng? Tao đưa chiếc dép lại cho gì coi. Nãy con thảy. Còn chiếc đưa đây cho gì? Ở đây 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 có đây à. Con đưa cái chiếc kia qua đây đi. Còn 44 đưa đôi 44 qua đây đi. Rồi. Còn miếng giấy đó con lấy ra để gì lấy cho Thùy Dương. Ủa. Đâu rồi?
Coi miếng giấy đó là gì, ghi ai vậy? Mẫu hai đôi hồi nãy hả chị? Đúng rồi, mẫu hai đôi hồi nãy á. Tay đó là tay. Rồi biết là làm dấu gì rồi. Con bỏ cột cái này lại đi, cất vô tủ đi. Ở bên tủ bển còn cái kẹp không ta? Cái kẹp á. Nam á. Tủ bển làm gì còn. Một tay cũng được. Rồi ok. Đây cái này thì đủ tay nè, còn nguyên tay luôn nè. Nguyên tay 5 đôi nè. Đó, siêu nhẹ, hàng này là hàng siêu nhẹ nha, nguyên tay 5 đôi nè. Thanh có size 43, 40, 41, 42, 43, 44 nha. Đó, 40, 41, 42, 43, 44. 35.000 luôn. Đủ tay luôn. 40, 41, 42, 43, 44 luôn nha, Thanh đưa mẫu cho mấy chị coi rồi đó. Khoan giao nha, rồi Thanh biết rồi. Nè. Rồi ok em. Đâu cái bọc hồi nãy đâu con, mấy cái bọc mà nó không có ghi á. Nhỏ nhất size 40, đúng rồi, nhỏ nhất size 40 á con. Cái bọc không có ghi chữ á. Nhỏ nhất là size 40 á con. Cột lại nữa con. Ok em. Dì đưa dì chụp lại cái đôi đó luôn. Thanh hồi nãy chai cái này. Thanh Thanh à, đâu mất tiêu trời, đôi này thôi bỏ vô mẹ lại đi. Của thầy Dương. Rồi kẹp nha, kẹp Thanh còn 39. 39 với 41. Không phải còn không ta? Còn trong sọt á. Trong sọt có gì chất trong sọt á. Sọt nhỏ vậy. Đây là đôi này size 41 nè. 41 nha, 35.000, siêu nhẹ nha, hàng siêu nhẹ, size 39 nè. Size 39 nha, 39 với 41. Cái này là kẹp siêu nhẹ nha mấy chị. Kẹp siêu nhẹ nha. Rồi còn 5 đôi nha, 39 41, 5 đôi 39 41, để em lấy 5 đôi luôn không? 39 41. Rồi 39 nè, ok chị nè. Chị sâu nguyên nè. Nè bỏ bọc dùng gì con ơi. Là chị còn 4 đôi 39 với 41 nha. 2 đôi 39 với 2 đôi 41. Cưng lấy luôn không? Hình như là hồi nãy có một cái tay kẹp đó con. Tay kẹp mới về á. Nam á. Một tay kẹp nam mới về đó, con coi ngoài còn gì con đưa vô hết luôn đi. Rồi cái này có thầy Dương luôn nè con. Hình như trong cái sọt còn phải không ta? Phúc. Ê cái đôi này chị vậy. Có một tay kẹp nữa, tay kẹp nam cái bản bự. Mới về mà bán gì? Ở đây nè. Cái này có 15.000 nè. Đó cái đó của thầy Dương. Đây cái này 15.000 nè cưng, 15.000 một đôi nè. Chị Thanh còn size 41, 42.
41-42 nha, có 15.000, cái này mua về bán 35.000 một đôi nha. Cái này hàng này không có bị lỗi gì hết trơn á, tại chị Thanh còn có hai size thôi, 41-42, cho nên chị Thanh bán 15.000 một đôi luôn nha, 15.000 một đôi nè. Còn 41-42 nha, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, đúng không ta? Còn 41-42 với không ta? Đôi này nè. À, hai đôi 15k rồi, ok. Size bao nhiêu? Size bao nhiêu Thanh Thanh ơi? Size bao nhiêu? Rồi đôi này nè, 35.000 nè mấy chị. Đó, đôi nai nè, 35.000. 43 nè. Đó, đôi này đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Size bao nhiêu Thanh ơi? Lấy 41 hay 42, 41 hay 42 để Thanh bước nè. Hai đôi 15k là một đôi 15.000, hai đôi 30.000 nha. Rồi đôi này là size 43 nè, hàng nai nha, rất là mịn luôn, rất là mượt, hai đôi luôn, hai size luôn, vậy là một đôi 41, đôi 42 con này. Rồi size 42 nè, Thanh còn 42 43, 35.000. Rồi 41 nè, trời ơi nó đẹp nha. Cái đôi nai này nó đẹp phải nói luôn á. Đó, Thanh còn 41, 42, 43 nha, 41, 42, 43 nai. Đôi này rất là đẹp luôn. Bốn mốt nai, ok em nè. Thị Dương nè con. Rồi Thanh còn 42, 43. Cái này chắc chiều phải vô kho lấy sọt ra, chắc mới con ha. Đây siêu nhẹ. Hàng siêu nhẹ. Đó, siêu nhẹ, cái này là siêu siêu nhẹ luôn. Đôi này chị Thanh còn 4 đôi nha. Tay này 4 đôi thôi. À, 40-41, 44-45, 42-43, 40-41, 42-43, 44-45 đủ tay luôn nha. Còn 4 đôi, đôi này còn 4 đôi nè. Đó, còn 4 đôi nha, còn 4 đôi nè. Đó, size 44-45 nè. Rồi 42-43 nè. 44-45. Đó, còn 4 đôi nha mấy chị. Siêu nhẹ, hàng siêu nhẹ luôn, đúc ra một. Cái này là hàng đúc chứ không phải hàng dán, hàng may gì hết trơn á. Cái này là đúc liền luôn, nó đúc liền luôn. Đôi này là cái tay này Thanh còn 4 đôi. 43, 44, 45. 43, 44, 45. Rồi. 43, 44, 45 nè. Rồi thì Dương nè, hai đôi nè con ơi. Rồi vậy là Thanh còn 40, 41, 44, 45 nha. Ok Thanh Thanh. Nè con. Đây đôi này Thanh bán cho mấy chị 45.000 luôn. Trời trời. Trời trời. À, giờ gì bán là cùi đâu sợ lỡ nữa con. Trời ơi đang hết luôn. Trời ơi mấy chị ơi. Của em là 43, 44, 45. Ừ chị biết rồi, chị lấy cho cưng á. Đây. 45.000 mấy chị ơi. Mấy chị mua không có giá này đâu ha. 45.000 mấy chị. À, đủ size luôn. Màu có màu trắng, màu đen. Đôi này là size 40 nè. Đẹp quá ha Phúc ha. Size 40 nha. Size 40, 45.000. Quá trời đẹp luôn mấy chị. 38 hả? Để em coi. 36, 38, 45. Ok chị sau nguyên. Đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Có 36 nữa nha. Có 36 nữa. Rồi có 36 với 39, 40.
36, 39, 40 nha, 45 ngàn. Thanh có size 36 nữa nè. Đúng đẹp luôn mấy chị, xuất sắc luôn nè. Đó, rất là đẹp luôn. Thanh có size 40 với size 36, 39 với 36, 40, 36, 35, ok Thanh Thanh. Ê, 45 cho lộn. Rồi màu đen Thanh còn 39 với là 37. 45 ngàn đôi này, 45 ngàn mấy chị. Đôi này là 120 đó mấy chị. Đôi này là bán 120 đó. Màu đen size 37 nè. Ngân Kim ơi, Ngân Kim ơi, Ngân Kim đâu rồi? 37. Cái gì lấy đôi 37 này vậy ngon quá. Cái cưng đó các bạn. 37 với 39 nha. Màu đen có 37 với 39, 45 ngàn. Đúng đẹp mấy chị, xuất sắc luôn mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Phúc là con lấy bọc con bỏ vô đi, thảy ra ngoài bán Phúc nè. Thảy ngoài luôn. Phúc luôn. Không có 38 hả? 38 mang 39 vừa nè Trang Trần. 38 39 là mang cái này vừa nè. À, 38 39 là mang cái này vừa nè. Mấy cái dép mũ này mấy chị đôn size lên xíu không có sao đâu. Ví dụ mình mang 38 mình mua 39 vẫn được, đôn size lên xíu. Đôn size lên xíu được, vẫn được mà. 45 ngàn đó, 38, 39 đều mang được. 45 ngàn. Đen 37 ok chị Hằng. Đưa đây, đẹp, đẹp lắm chị ơi. Đưa đôi 37 thôi con, màu đen á. Đuổi đi đẹp làm chị. Còn không con? Ở ngoài còn cái gì? Đưa vô luôn. Nít luôn, vô luôn. Bữa nay gì chơi to này luôn. Đây nguyên tay luôn. Dép đẹp nha. Con cày đó hả? Còn mấy kia? Rồi mấy kia là gì? Hồi nãy lai gọi á hả? Đưa vô hết đi con, đưa vô hết đi. Dẻo nha, cái này hàng dẻo nha mấy chị. Tay này gì chưa like cho tới cuối. Cái màu xanh màu đồ. Cứ vô vô đây hết. Tay cái này là hàng dẻo nha mấy chị, hàng dẻo nha. Đó, chống trơn trượt luôn nha, đôi này là số 44 nè. 35 ngàn luôn. Anh bán kiểu này mới sạp dép mới chửi anh thế mẹ. Trời ơi, Phúc ơi con vô con lấy làm gì ca nước không? Cái chai nước trong tủ lạnh á. Rồi đôi kẹp này size 44 nha mấy chị, 44, 35 ngàn, lên nhìn Thanh luôn, 44, 35. Size 44 nè. Đẹp 44, ok chị Tâm nè. Rồi 43 nè. Rồi cảm ơn con. Cô giáo dạy là ai cho gì là phải cảm ơn. Ờ. Đôi bánh mì màu đen còn size mà còn size cái gì à? Size mấy chế? Màu đen còn size 39 đó cưng, còn size 39. Nè đôi này của chị Kim Tâm nè. Bốn bốn chết mẹ, 44 còn 43 Phạm Phương ơi. Còn 43 à. Thôi Thanh ghi đi rồi có gì Thanh đổi lại cho nha. Để Thanh dặn nó rồi cái Thanh đổi lại cho. Lấy dép kẹp size 40 Thanh lấy đôi đen size 39 đó đi con. Đôi đen size 39 ờ 45. Rồi khăn da. Size 40. Rồi size 40 35 nè, ok Thanh nè. Kẹp Thanh còn 42 với 41 nha.
kẹp thanh còn 41 với 42. Đây kẹp thanh còn 42 nha mấy chị, còn 42 35 ngàn với 41 nha. Còn 41 với 42. Rồi cái này 35 ngàn nè mấy chị. Ủa dép tổ ong màu đỏ mà sao nó lấy màu cam gì trời? Màu này màu gì Phúc? Màu đỏ sao giống màu cam ấy vậy? Mấy đứa mẹ Miên nó qua nó kiếm hoài luôn. Trời cái này màu cam chứ màu đỏ gì trời. Thấy không, màu cam mà. Nó đỏ mà nó da cam luôn, da cam màu nó lên chứ có gì. Đây dép tổ ong nè 35 ngàn. Màu này màu cam á. Vô đi con, đôi này là cái đó đổi lại đỏ đi, đỏ cái đó giống như là màu cam luôn rồi. Rồi đôi này 35 ngàn nè. Size 38 39 nè. 38 39 nè nha mấy chị, 35 ngàn. Nha, size 38. 38, 39 là màu hồng nè, 35 ngàn. Rồi đôi này là 36, 37 nè. 36, 37, 35 ngàn. Rồi đôi này 36, 37 màu kem nè. 40, 41 nè, màu bò nè. Rồi đôi này 35 ngàn nha mấy chị, 35 ngàn. Nè Phúc qua vô bọc đi con. Lấy bọc vô đi con, cái đó nó rách rồi. Luôn nè, size này là size 43. 43 35 ngàn. Rồi anh có size 42, size 41, rồi size 40, 40, 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43 nha mấy chị. 40, 41, 42, 43 mấy chị, 35 ngàn luôn. Đúng đẹp luôn. Cái đôi này nó đẹp y chang như đôi 70 ngàn luôn trời. Cái đôi 35 ngàn luôn nè. À, cái này là size 40, 41, 42, 43 nha. 40, 41, 42, 43, 35 ngàn luôn. Chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn. Ở ngoài
hình như ngoại sọt á, con lấy cho gì có đôi màu vàng vàng, cái quai này vàng vàng á, có hai đôi này giống ngoại á, lấy vô cho gì gì sell đôi đó đi, rồi đó còn có đôi một à. Chị nào còn xem thì chấm bài để Thanh biết, để Thanh ngồi like nữa, là tại Thanh thấy còn có ít người à. Ờ với còn đôi nào nữa, rồi con bỏ đôi này ngoài đi. Đây đôi này còn có đôi này mấy chị, size 41 nè, 35.000, còn một đôi thôi, 35.000 nha, size 41. Chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn nè, còn một đôi bán rẻ cho mấy chị luôn, 35.000. Chị nào còn xem thì chấm bài dùm Thanh đó mấy chị, để Thanh biết đường Thanh ngồi like nè, còn có mấy người thôi. Đôi đó cũng lẻ. Mấy người Thanh làm biến like nha mấy chị. Rồi còn một đôi này là size 41 nữa nè. Đó, chữ nai màu đen. Rồi, thôi vậy Thanh xuống like nha. Đôi này bỏ để gì? Mấy đôi này bỏ vô, bỏ ngoài đây gì làm gió. Rồi cái này nãy giờ gì thấy. Đây còn mấy đôi nít nè mấy chị. Cái đôi dép lông nè, dép mang ở trong nhà mấy chị, cái này mang ra đường cũng được luôn, 45.000 nè, size 36-37 nè, 36-37 nha. Đôi này 130 đó mấy chị, 130 đó, giờ mình sale cho mấy chị có 45.000 thôi. Dép lông 45.000. Rồi đôi này là size 29 nè, 35.000. Đó, 35.000 size 29. Đúng đẹp luôn. 29 35. Rồi size 27. 27 35.000. Rồi size 30. Size 30 35.000. Rồi thôi Thanh xuống like nha. Cái gì à, rảnh thì tối Thanh like tiếp. Tối Thanh rảnh thì Thanh like tiếp nha. Rồi giờ Thanh xuống Thanh chốt đơn nha mấy chị. Bye bye mấy chị nha.